Có thể nói trang điểm là con đường giúp mọi người đến gần hơn với cái đẹp. Tuy nhiên để làm được điều đó thì làn da của bạn phải đảm bảo độ tươi trẻ, khỏe mạnh. Vì vậy mà bạn không nên bỏ qua bước chăm sóc da nào. Hôm nay chúng mình sẽ review một em toner mà đang hát với cộng đồng làm đẹp. Đó là em toner không cồn THIERS, gương hoa hồng. Thayers là thương hiệu nổi tiếng lâu đời ở Mỹ và được thành lập bởi Henry Thayers MD năm 1847. Điều đặc biệt của hãng là chỉ sản xuất duy nhất một mặt hàng là toner với rất nhiều thành phần chính khác nhau. Và đây là sản phẩm rất được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng vì bảng thành phần cực kỳ lành tính với tiêu chí không paraben, không cồn, phù hợp tất cả loại da ngay cả da mẫn cảm nhất. Điều khá ấn tượng ở sản phẩm là nhãn thiết kế bao bì cổ điển rất lạ mắt. Bao bì Thayers là dạng nhựa trong suốt có dán nhãn đi kèm với phần màu sắc đỏ đặc trưng. Sản phẩm toner không cồn THIERS, gương hoa hồng có dung tích là 355ml. Đây là dòng toner có bảng thành phần lành tính với những đặc điểm là không cồn, không phthalate, không paraben, không gluten, nên sản phẩm này phù hợp với cả những bạn nào có làn da nhạy cảm. Bảng thành phần của toner không cồn THIERS gương hoa hồng có chứa nước tinh khiết, hỗn hợp chiết xuất từ cây phỉ hữu cơ, tinh chất lô hội tự nhiên phi lây of aloe vera, Greek erin, phenoxyethanol, nước hoa rosa centifolia, tinh chất hoa hồng tự nhiên natural rose, kichi. Mặc dù có dung tích khủng 355ml nhưng giá thành lại cực kỳ bình dân. Hơn nữa, sản phẩm không có sử dụng vì thế bạn có thể dùng được trong thời gian dài mà không lo bị hỏng. Sau khi apply toner không cồn THIERS gương hoa hồng lên mặt thì cảm giác mà nó mang lại rất thích, thấm nhanh, mềm da và sạch sâu hơn sau bước rửa mặt. Toner không cồn Thayers sở hữu công thức độc quyền Witch Hazel chiết xuất từ vỏ cây phỉ, không phải chưng cất, có thuộc tính làm se khít lỗ chân lông, hút bỏ lượng dầu thừa, giảm sưng đỏ, hạn chế mụn trứng cá mà không làm khô da, nha đam và vitamin E hỗ trợ phục hồi cho cả da nhạy cảm và da đang có vết thương hở. Toner không cồn Thayers cung cấp độ ẩm cần thiết tức thì cho da giúp se khít lỗ chân lông, kháng viêm hiệu quả cho da mụn, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị mụn ẩn, mụn viêm sưng. Toner mang lại cảm giác thư giãn và phục hồi sức sống cho làn da mệt mỏi. Được thiết kế phù hợp với làn da nhạy cảm nhất, toner Thayers làm dịu đi những vùng da bị kích ứng, sợi bã nhờn và làm mềm da hiệu quả, giúp phục hồi và sửa chữa tổn thương trên bề mặt và cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da nhạy cảm. Hướng dẫn sử dụng: dùng như một bước làm sạch thứ hai trong các bước chăm sóc da hàng ngày. Sử dụng cả ngày để làm mát và cấp ẩm cho da. Có thể sử dụng cho mặt và bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Có thể sử dụng sau khi trang điểm. Bạn nào còn đang băn khoăn không biết tìm sản phẩm nào phù hợp với mình thì nên tìm hiểu qua em nước hoa hồng không cồn THIERS, gương hoa hồng 355ml này nhé. Link mua sản phẩm mời bạn tham khảo dưới phần mô tả nhé.